bếp Thu Hà và Minh Tuấn xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô. Chào Minh Tuấn. Hình như là cô biết là em thích ăn củ hủ dừa, cô mua tặng em hay sao á ta? À không phải là của cô mua đâu. Củ hủ dừa này là của đầu bếp Thanh Vũ mới về quê Bến Tre mang lên và gửi tặng cô đó Minh Tuấn. Xứ dừa Bến Tre đúng không cô? Mà đến với lại xứ dừa thì bên cạnh những món ăn liên quan đến dừa hay là những cái đồ mà sơn mài này kia cái nọ thì mình còn có củ hủ dừa ngon lắm. Đúng rồi, và củ hủ dừa thì được xem như là trái tim của cây dừa. Củ hủ dừa rất là ngon, ngọt, giòn và được sử dụng rất là nhiều món. Ví dụ như phải kể đến đầu tiên đó là món gỏi. Ngoài ra thì cũng có thể đem xào nè, ăn với lẩu nè, thậm chí cả ăn sống nữa đó Minh Tuấn. Vậy thì bây giờ hôm nay cô Hà giúp cho Minh Tuấn mình làm một cái món gì đó ngon mình tặng quý vị khán giả đi ạ. Được chứ. Hôm nay thì cô sẽ kết hợp củ hủ dừa với lại thịt vịt, cũng là một nguyên liệu rất là dễ tìm. Mời Minh Tuấn và quý vị khán giả, chúng ta hãy vào bếp để thực hiện món vịt kho củ hủ dừa. Để làm món vịt kho củ hủ dừa, chúng ta cần chuẩn bị thịt vịt xiêm 1kg, củ hủ dừa 300g, sả cây, lá gừng, gừng non, ớt hiểm, hành tím củ, sả băm, nước dừa tươi, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Đối với lại vịt đó cô, thì mình mua về mình sẽ chặt ra đúng không cô? Nhưng mà cô biết sao không? Em thì em không có thích ăn vịt mà có nhiều mỡ. Có cách nào mình xử lý nó không cô? Quý vị khán giả lưu ý là chúng ta có thể khứa những cái đường song song ở trên da vịt. Chúng ta sẽ đem áp chảo cái phần da vịt cho mỡ dưới da tan chảy ra hết đi. Sau đó thì mình mới chặt vịt ra và mình ướp gia vị nhé. Ướp vào trong thịt vịt gồm có 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh sả băm, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, cuối cùng cho vào đây 1 muỗng canh rưỡi nước mắm. Sau khi cho đầy đủ gia vị vào trong thịt vịt thì mình sẽ trộn đều và chờ thịt vịt thấm gia vị. Chúng ta sẽ sơ chế củ hủ dừa và các gia vị khác. Củ hủ dừa này cắt khối vừa ăn. Phần ớt hiểm này đập dập. Gừng thì mình sẽ cắt lá. Với món ăn này thì quý vị khán giả lưu ý là chúng ta sẽ chọn gừng còn non, như vậy thì sẽ có mùi thơm dịu và khi ăn thì không bị quá cay nha. Tiếp theo là lá gừng, chúng ta sẽ cắt dày khoảng chừng 5 ly. Cuối cùng phần sả này mình sẽ đập dập và cắt khúc. Mình sẽ đặt một cái nồi lên trên bếp. Việc đầu tiên mình làm sẽ là gì cô ạ? Mình sẽ thắng nước màu để kho thịt. Ủa em cứ nghĩ là kho cá thì mình mới thắng caramel, nhưng mà không ngờ là làm món này thì mình cũng phải cần thắng caramel luôn hả cô? Đúng rồi, chúng ta cũng cần thắng caramel. Và chúng ta cũng lưu ý là chúng ta sẽ thắng nước màu ngay khi kho. Như vậy thì món ăn sẽ có màu đỏ nâu, tươi đẹp và hấp dẫn nha quý vị. Cho vào đây khoảng chừng 2 muỗng canh dầu, 1 muỗng canh đường. Khi mà mình thấy là dầu sẽ sủi lên những cái bọt bong bóng hơi to đúng không? Dạ. Cho phần sả và gừng vào, xào cho thơm lên. Cho luôn cả phần thịt vịt vào đây, cho phần củ hành tím vào đây, và cuối cùng thì mình sẽ cho nước dừa tươi này vào. Khi thịt vịt đã sôi khoảng 15 phút thì bây giờ cô sẽ cho luôn phần củ hủ dừa này vào đây ha. Chúng ta sẽ kho khoảng chừng 15 phút nữa cho đến khi thịt vịt chín mềm nha quý vị, thì khi đó nước kho cũng đã hơi sánh lại là được. Dạ. Rồi mình sẽ tắt lửa, cuối cùng cho phần lá gừng cắt nhỏ vào trong đây. Chúng ta sẽ trình bày ra đĩa. Đối với món ăn này thì chúng ta lưu ý là chúng ta cũng sẽ ăn kèm xà lách nè, cà chua và dưa leo nữa. Đặt lên đây một cọng ngò cho đẹp. Cô mời Minh Tuấn ăn thử để coi món ăn này có gì đặc biệt không nha. Dạ rồi. Em làm với cô rất nhiều những món kho rồi, mà món nào cũng xuất sắc. Còn món này là cho trên 10 điểm luôn. Rất là ngon. Phần củ hủ dừa thì thấm vào cái nước sốt kho, có vị vừa ăn và ăn thì mềm, mà mình cắn vào trong thì có một cái vị sực sực đặc trưng của củ hủ dừa. Bên cạnh đó thì thịt vịt rất là mềm, hòa trộn lại tất cả những cái nguyên liệu với nhau, rất là ngon luôn. Và em nghĩ rằng là món này ở cô mình ăn cùng với lại bánh mì hay là cơm á thì tuyệt vời, không có gì phải chê được cả. Cảm ơn cô nhiều lắm. Quý vị khán giả hãy thực hiện món này nhé. Và chúc quý vị ngon miệng với món vịt kho củ hủ dừa. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Đầu bếp Thu Hà và Minh Tuấn xin được nói lời chào tạm biệt đến quý vị. Và chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những chương trình tiếp theo của Món Ngon Mỗi Ngày.